Sao anh run vậy? Anh sợ em hả? Chúng ta là bạn mà. Chẳng lẽ anh làm gì có lỗi với em hả Thu? Quên hết chuyện tiền kiếp của nó à trời. Quên hết rồi phải không? Bây giờ không biết mình là ai, đang làm gì đúng không? Giờ phải nhắc nữa phải không? Vợ vợ. Vợ đó ha, là người ở trên đỉnh Lam Giang. Một ngày vợ đi tung tăng, gặp chồng đang đi săn. Hai đứa mình mới đi ăn, sau đó mình mới lăng nhăng, rồi mình mới lấy nhau. Hiểu không? Nhớ rồi cái gì? Nhớ rồi. Trời ơi. Bên lăng nhăng à? Ờ. Rồi đi lăng nhăng rồi gặp chung ai đứa lăng nhăng à? Ờ. Mới lăng xăng rồi mới lên ra săn dân à? Ờ. Nhưng mà hai vợ chồng mình có đi học tiếng Kinh. Nói tiếng Kinh được mà sao không nói? Nhớ rồi. Biết nói rồi nhưng mà bị mất hồn rồi nói không nói chưa có rành nữa đó, mất hồn rồi. Bây giờ nói tiếng Kinh đi cho dễ nghe. 2, 3. Nhớ rồi. Ôi, nhớ rồi. Vợ làm gì chồng vậy? Làm cái gì vậy? Trời ơi. Chồng làm cái gì chồng la? Chỗ giường bệnh của người ta mà vợ leo lên vợ nằm rồi đè chồng ngợp thở cũng chết luôn à. Có đè đâu. Đè. Có một cái tay để qua thôi à. Hả? Đang ngủ chồng quăng cái tay qua tưởng rớt cái tay rồi. Có một cái tay thôi đó hả? Một cái tay thôi. Chứ không phải nguyên con người hả? Đâu có, nằm ở đây mà có cái tay thôi. Má ơi, con cái tay thôi mà tôi tưởng nó Tôn Ngộ Không bị núi đè à. Thôi, nghẹt họng luôn á. Xem chút là chồng chết luôn rồi. Làm ơn đi. Cái giường bệnh người ta mà cứ leo lên nằm hoài à. Rồi chơi cái xe lăn kìa rồi dựa vô tường ngủ đi. Con ngủ ngồi mỏi à. Mỏi chịu đựng đi. Chỗ mà giường bệnh người ta mà leo lên đè. Đè hoài. Hai vợ chồng không ngủ chung rồi thì làm sao mà âu yếm. Rồi. Âu yếm rồi, âu yếm rồi à, mới lấy nhau được có năm mấy à. Âu yếm riết là tôi leo vô đây là tôi tay thận luôn nè. Vợ buồn lắm mà. Làm gì buồn? Từ ngày chồng bị hư cái hòn á, chồng làm biến quá. Trời, hư cái hòn hồi nào vậy? Bà đi cấp cái bệnh viện này, bà nói à, tôi hư hòn. Bởi vì tôi vừa ra khỏi cái phòng này nha, mấy bệnh nhân khác nhìn tôi chứ. Thằng đó nó hư hòn. Đúng rồi, chồng hư cái hòn rồi. Chồng có 2 hòn đúng không? Rồi chồng bị hư hết một hòn. Bác sĩ mới cắt cái hòn hư bỏ đi, lấy một cái hòn không hư lắp vô cho nó đủ 2 cái hòn. Tao là tao không có hư hòn. Hòn của tao nó còn nguyên. Hư là hư thận, hiểu không? Thì hòn thận đó. Trời ơi, chồng hư cái quả thận. Hòn thận. Quả thận. Hòn thận. Quả thận. Hòn thận. Quả thận. Tao đánh mày á. Ông già làng tên là quả mày, mày cứ quả hoài. Ôi, già làng liên quan tới bà đó mà kiên cử dữ vậy bà nội. Già làng là lớn nhất già làng rồi, không có nói như thế. Hòn thận. Ơi, có ai mà nói hòn thận không? Quả thận mà cứ nói hòn thận hoài. Tao đánh mày. Ê, biết rồi, hòn thận. Đúng rồi. Mệt quá. Mà chồng à, vợ thương chồng á, bé yêu. Thôi, mỗi lần mà bé yêu là đòi á. Đòi quá mới vô đây nằm nè. Cho ta âu yếm cái đi. Thôi, âu yếm, lấy cái miệng âu yếm đi. Ôi Giang ơi, nằm xuống đi. Làm gì? Để làm gì? Nằm xuống đi. Làm gì? Nằm nghỉ mệt đi. Rồi. Ừ. Cho ta âu yếm nè. Rồi. Sao chồng nó lấy cái miệng âu yếm chồng? Lấy cái miệng nói những lời âu yếm. Ồ, hiểu rồi. Chồng, bữa nay chồng khỏe hẳn chưa? Khỏe gì? Nghĩ tới chị A Phương á, đứt ruột á. Dạ. A Phương tốt bụng ha. À. Mà
Chị A Phương chết rồi sao chồng lại xin được thận? Xin là lúc Phương chưa chết. Nhưng mà lúc A Phương chưa chết thì sao chồng biết là chồng hư thận để chồng xin? Thì chồng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói chồng bị hư cái thận, chồng xin. Chồng lấy vợ rồi chồng mới biết là chồng hư thận mà, lúc đó chồng có biết là chồng hư đâu mà chồng xin. Mà sao A Phương lại cho chồng thận? Thì thấy chồng bệnh A Phương cho, trời mệt quá hỏi hoài à, hỏi tới ổ luôn mới chịu à. A Phương hiến xác của mình cho y học, hiểu chưa? À là đi cho nội tạng cho người ta hả? Thấy thương ha. Cho nội tạng mà giống như cho kẹo á. Trời trời. Thương sao đâu á. Trời trời. Mà chồng ngu quá à. Làm gì ngu? Sao chồng không xin thêm? Xin A Phương á. Xin gì? Xin luôn hai cái hòn đi. Xin một hòn, lỡ cái hòn kia nó hư rồi sao? Trời. Xin luôn cho rồi. Có con vợ tốt bụng ghê, nó trù cho chồng nó hư luôn hai hòn luôn, trời ơi. Thì bây giờ xài thì phải hư chứ sao. Mà nghĩ chồng cũng làm sao á. Giờ là sao? Vợ cũng buồn chồng á. Làm gì buồn? Vợ muốn cho chồng cái hòn của vợ, chồng cũng không có chịu nữa. Tại sao lại lấy hòn của A Phương? Vợ cũng là con gái mà, tại sao không lấy cái hòn của vợ nè? Trời, đâu phải hòn của ai là gắn vô được đâu hả? Vợ à, bé lớn vậy đó. Cái hòn của vợ bé lớn rồi nè. Hòn chồng bé lớn rồi nè. Gắn vô một cái là chồng đi về không nè. Đó. Hiểu rồi. Ủa nhanh nè. Ô đau, hai xin lỗi. Bé yêu mong manh quá. À, đau không phải, đau bụng. Đau bụng hả? Không biết đau bụng hay là đói bụng ta. Đói hay đau? Không biết. Đau thì đau. Đau. Nó đau đau, đói đói. Để chồng thử cho mới biết. Đói bụng chứ không phải đau. Đói bụng hả? Đói gì? Đói muốn ăn cái gì? Nhớ nữa, bây giờ mệt mà không nhớ là muốn ăn cái gì nữa. Nghiệp chồng quá à. Đuối quá giờ. Bị yếu sức khỏe rồi. Trời, Vàng ơi, phải chi á mà A Mông cho được cô Hồ một miếng sức khỏe của A Mông á. Mà già làng nói á, nếu mà thương cái người đó, mình thương yêu cái người đó từ trong cái hòn tim của mình á, là mình có thể cho được cái sức khỏe dư thừa của mình đó. Để A Mông xin thử nghe. Chồng, cái tên trong hộ khẩu của A Mông là tên gì quên rồi? Mộng Năng. Mộng Năng. Tại sao không gọi Mộng Năng vậy? Tại sao gọi A Mông vậy? Thì vợ á là Mộng Năng. Mà cái thay của vợ như vậy cho nên mọi người mới kêu là Nặng Mông. Nặng Mông. Nhìn là thấy Nặng Mông rồi. Xấu quá ha, cái tên xấu quá. Cho nên là mới kêu A Mông, hiểu không? Hiểu rồi. Vàng ơi, con là A Mông nè. Vàng cho con được chia cho cô Hồ một chút sức khỏe, Vàng ơi. Biết rồi, nhớ ăn gì rồi? Ăn gì? Xí quách dòi. Dịch là nhớ liền. Không có, voi á, không có được giết thịt ra, chỉ có xí quách heo thôi, ăn không? Chồng vợ ứng rồi, ăn xí quách đó, vợ đi mua xí quách đi. Hiểu rồi. Vợ đi mua xí quách cho chồng nghe. Nói nghe nè, vợ đi mua xí quách á, xong rồi vợ đem theo cái chìa khóa luôn nha. Để vợ về, vợ tự mở cửa nha. Chồng mệt lắm, chồng có xuống giường biết được. Rồi. Thương bé yêu quá. Nằm ngủ đi. Đi. Nè. Trời ơi, sao nhỏ xíu vậy? Hả? Nhỏ. Dễ thương quá. Dễ thương. Vợ đây ý thấy của chồng cái gì cũng nhỏ hơn của vợ hết. Trời ơi, bà nắm cái gì bà nói nhỏ. Hồi nãy á, cái chân của chồng á cũng bằng phân nửa chân của vợ. Bây giờ cái tay của chồng cũng bằng phân nửa cái tay của vợ. Thấy thương quá. Lấy gì vậy? Chìa khóa. Chìa khóa trong cái túi của vợ á. Trong cái túi. Bỏ trong cái này nè. Đó. Quên rồi. Ơi. Đúng rồi rồi. Chìa khóa vợ để trong đây rồi. Vậy là bây giờ á, khi nào vợ muốn lấy chìa khóa là vợ phải đi vô trong nhà tắm để vợ lấy chìa khóa, đúng không chồng? Không, đừng. Nhưng mà nếu vợ vô mà vợ có mắc tiểu thì vợ có được đi tiểu không? Bởi vậy đừng vô nhà tắm. Vô nhà tắm vợ tiểu cái vợ quên hết. Vợ không nhớ đường về đó, hiểu không? Hiểu rồi. Để vô sao lấy ra vậy đi. Đi vô lấy chìa khóa thôi nhưng mà không có đi tiểu. Đúng nhớ rồi. Rồi. Nhớ để vợ đi mua xí quách heo cho chồng.
Vợ ơi, nhớ nha, đừng có đi nha, nín luôn đi. Nhớ rồi. Không được đi tiểu. Mà đi lớn có được đi không? Trời, cái lớn nó liên quan đến cái nhỏ đó bà ơi. Hiểu rồi. Cái lớn là nó liên quan đến cái nhỏ, hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Ơi. Chắc nó quên cái tô á. Quên cái tô rồi. Cái tô để ngay đây mà quên rồi, đi vô tút trong đó lấy. Thiệt là ngu đần. Chồng ơi. Chồng mới mổ, chồng không có được ăn xí quách chiên nước mắm đâu, chỉ được ăn xí quát luộc thôi, ok. Không biết rồi. Đi 4 lần luôn á. Vợ, vợ có chìa khóa mở cửa vô đi, làm gì vậy? Mở ra đi. Rồi đi vô đi. Vợ đang đâu vậy vợ? Ở dưới thang máy đi lên nè. Nãy giờ vợ có vượt mở cửa phòng ra không? Chưa có mở, bây giờ mới sắp sửa mở nè. Hả? Hồi nãy giờ không có mở hả? Hiểu hả? Sợ. Đừng giác tôi. À chồng. Anh làm cái gì vậy? Giờ mừng quá vợ. Chồng ơi, nhờ vợ không đi tiểu, vợ nhớ ra hết mọi thứ rồi. Nhớ gì nữa vậy vợ? Đi xuống, đi thằng máy xuống dưới tới lầu 1 mới nhớ ra. Trời ơi, ngày mai là đám giỗ của A Phương. Bây giờ không ăn uống, không có xí quách gì hết, mình phải đi liền về thì mới kịp đám giỗ của A Phương. Vợ ơi, chồng còn bệnh quá, chồng đi đâu? Bệnh thì leo lên đây. Không, chồng vợ đây. Đưa chồng vợ bồng chồng. Không, chồng ở đây à vợ ơi. Đi leo lên đây. Không, chồng ở đây à. Leo lên đây. Không, chồng ở đây. Tao đánh mày á. Bây giờ phải đi à. Vậy là đã 2 năm từ ngày em mất. Thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Anh hai ơi, anh hai, em tới rồi nè. Anh hai, đây là Vân, bạn gái em.